Mến chào tất cả các bạn cùng đến với Quyền Y Lực Sống của tôi. Hôm nay là ngày 16 tháng 9, thứ hai tuần 24 mùa thường niên. Và hôm nay cũng là ngày giáo hội mừng lễ Kính Thánh Cornelio Giáo Hoàng và Thánh Cipriano Giám Mục Tứ Đại. Chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Luca, chương 7 từ câu 1 tới câu 10 và bài suy niệm sau đây. Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, người vào Ca-phạt-na-úm. Bây giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do Thái đi xin người đến cứu chữa đầy tớ ông. Họ đến gần Chúa Giêsu và xin người rằng ông ta đáng được thầy ban cho ơn đó, vì thật ông yêu mến dân ta và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta. Chúa Giêsu đi với họ, và khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa thì ông này sai mấy người bạn đến thưa người rằng: Lạy thầy, không dám phiền thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời thầy. Nhưng xin thầy phán một lời thì đầy tớ tôi được lành mạnh, vì tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới. Tuy nhiên tôi có những lính dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi thì nó đi, bảo người khác lại thì nó lại, và bảo đầy tớ tôi làm cái này thì nó làm. Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo người rằng: Ta nói thật với các người, cả trong dân Israel ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy. Và những người được sai đi khi về tới nhà thấy tên đầy tớ lành mạnh. Đó là lời Chúa. Ngợi khen Chúa Kitô. Các bạn thân mến, Thánh Cornelio và Cipriano là ai? Thưa, Thánh Cornelio sinh trưởng tại Roma, ngài được nhiều người biết đến về tính hiền hậu và tiết độ. Năm 251, ngài được bầu lên ngôi giáo hoàng kế vị Đức Fabiano giữa lúc con thuyền giáo hội đang nghiêng ngửa trong cơn bắt hại của hoàng đế Canlo và Voluciano. Ngoài ra, ngài còn phải đương đầu với ly giáo Novaciano và đã viết nhiều sách nói về những người bội giáo. Vì trung thành với Chúa Kitô, Thánh Cornelio bị đày ở Civita Vecchia và chịu tử đạo ở đó vào tháng 6 năm 253. Còn Thánh Cipriano thì ngài sinh vào năm 200 tại Phi Châu trong một gia đình quý phái ngoại giao. Sau khi trở lại, ngài phân phát hết của cải cho người nghèo. Dù mới trở lại chưa đầy một năm, nhưng lòng nhiệt thành và hoạt động truyền giáo của ngài đã vang dội khắp nơi. Ngài được phong chức linh mục và sau đó được gọi giữ chức giám mục thành Cartago. Chính trong thời thánh nhân làm giám mục cũng là lúc bạo vương Defioratae tàn sát người Công giáo. Cả Phi Châu sống trong lo sợ. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, ngài thấy cần phải điều khiển địa phận trong âm thầm hơn là công khai đương đầu với địch thủ, nên đã rút vào nơi bí mật. Bằng những thơ luân lưu, ngài khuyến khích các tín hữu bị tù đày hãy can đảm chịu đau khổ, và những người chối đạo trở về với giáo hội. Khi cuộc bắt hại tạm yên được một thời gian, ngài phải lo kiếm tiền để giải thoát cho hàng trăm ngàn người bị bắt làm nô lệ. Ngoài ra, ngài còn phải đương đầu với ly giáo Novaciano. Ngài viết rất nhiều sách để kêu gọi họ trở về với giáo hội. Năm 257, Valeriano ban hành sắc lệnh bắt hại đạo Công giáo lần nữa. Thánh Cipriano bị bắt và đày ở đảo
Kurubi và người ta buộc Ngài phải dâng hương tế thần, nhưng Ngài đã cương quyết từ chối. Vì vậy, ngày 14 tháng 9 năm 258, Ngài được vinh dự lấy máu đào làm chứng cho Chúa. Các bạn thân mến, chúng ta cùng quay lại với đoạn tin mừng hôm nay. Là khi nghe tin Chúa Giêsu vào thành Capernaum, một sĩ quan ngoại giáo liền cậy nhờ những người làm lớn trong dân Do Thái đến để xin Chúa chữa đầy tớ yêu quý của ông đang hấp hối. Chúng ta có thể dừng lại nơi đây để tự hỏi rằng tại sao viên sĩ quan này không đích thân đến gặp Chúa Giêsu mà lại sai một người Do Thái nổi tiếng đi đến trước để xin Chúa chữa lành cho đệ tử của mình. Câu trả lời của viên sĩ quan này thật rõ ràng và mãnh liệt, càng cho chúng ta hiểu thêm rằng vì ông biết mình là dân ngoại, bị người Do Thái coi là nhơ ế tội lỗi. Vì ông nhận thấy ông không xứng đáng được Chúa vào nhà ông và cũng không xứng đáng trực tiếp đi mời Chúa, nhưng ông tin rằng chỉ cần Chúa phán một lời là đủ thì đầy tớ của ông được lành mạnh. Xin Chúa chỉ phán một lời. Thưa các bạn, lời thỉnh cầu của viên sĩ quan gửi lại lời của Thánh Viện 106 đã viết: Thiên Chúa sai lời của Ngài đi chữa trị. Qua lời thỉnh cầu này, viên bắt quản mặc nhiên đã tin nhận Chúa Giêsu thực sự đến từ Thiên Chúa, và lời của Ngài là lời quyền năng. Lời thỉnh cầu của viên sĩ quan thể hiện một niềm tin sâu sắc đến độ đã được giáo hội lặp lại mỗi ngày trong thánh lễ, hầu nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa luôn hiện diện bên cuộc sống của chúng ta. Với một đức tin mãnh liệt, viên sĩ quan đã tin rằng dù Chúa Giêsu ở đâu, Ngài cũng có thể chữa lành người đầy tớ đau ốm của ông. Ông tin chắc rằng đối với Chúa Giêsu không có khoảng cách không gian hay thời gian nào có thể ngăn cản được quyền năng của người. Thưa các bạn, một niềm tin mạnh mẽ như thế cũng cần phải được đi vào cuộc sống đức tin của mỗi người chúng ta. Có những lúc chúng ta chỉ nghĩ rằng Chúa Giêsu ở rất xa và không nghe thấy lời cầu xin của chúng ta chăng? Không, thưa các bạn, Chúa Giêsu người vẫn luôn ở gần bên chúng ta để cứu chữa chúng ta. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể như là lời nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu luôn ở bên chúng ta. Chính trong niềm tin đó, Thánh Augustino đã viết lên những lời sau đây: điều chúng ta có thể thấy bằng mắt trần là bánh và rượu, nhưng trong đức tin chúng ta nhìn thấy rằng bánh trên dĩa thánh là thịt Chúa Giêsu Kitô, và rượu trong chén thánh là máu của chính Chúa Giêsu Kitô đến để nuôi sống chúng ta. Đức tin soi sáng tâm hồn chúng ta và giúp chúng ta nhìn thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu. Vì vậy, mỗi khi chúng ta bái quỳ trước phép thánh thể, chúng ta cũng muốn tin nhận rằng Chúa là đứng cứu rỗi và Ngài đến để chữa lành mọi tật nguyền tội lỗi của chúng ta. Vì vậy, dù chúng ta bất xứng, chúng ta cũng hãy để Chúa Giêsu đi vào tâm hồn, ngôi nhà của chúng ta để củng cố đức tin và dẫn đưa chúng ta vào cuộc sống vĩnh cửu. Tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Biết bao nhiêu bài học được rút ra từ một câu nói giản dị của viên sĩ quan này. Ông đã thốt ra câu nói này càng chứng minh cho chúng ta thấy rằng ông là một người được hấp thụ một nền giáo dục nhân bản rất tốt. Ông lịch thiệp, khiêm tốn, nhân ái, và càng nể phục hơn là khi biết rằng ông là một bậc vị vọng trong dân chúng, nhưng lại khiêm nhường
sai người đến cầu xin một người thuộc dân tộc bị trị để chữa lành người nô lệ của ông đang đau nặng. Đây không phải là một lời nói xã giao hời hợt gì cả, nhưng là một sự bày tỏ niềm tin đến tột bực của ông nơi Chúa Giêsu Kitô, đứng mà ông biết có một quyền lực thần linh. Sau hết chúng ta cùng cầu nguyện lạy Chúa. Chúa biết rõ con người bất xứng của chúng con, và Chúa cũng thấu suốt mọi cố gắng từng ngày của chúng con. Xin Chúa rộng lòng thương rửa sạch và ban bình an cho tâm hồn của mỗi người chúng con. Ngợi khen Chúa Kitô và hẹn gặp lại tất cả các bạn.